Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Tiến cử nhầm cán bộ, ai chịu trách nhiệm? Quý vị thân mến, sau đại hội 13 của Đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là công tác cán bộ tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được kết quả rất quan trọng. Bằng chứng là liên tiếp trong các kỳ họp thường kỳ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hay tại các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương liên tục gọi tên các cán bộ mắc sai phạm. Theo thống kê sơ bộ, từ đầu nhiệm kỳ 13 đến nay đã có hơn 40 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý vi phạm đã nhận các hình thức kỷ luật nghiêm minh từ kỷ luật Đảng đến pháp luật của nhà nước. Điều đáng nói trong số này có cán bộ mới được bổ nhiệm thời gian ngắn thì đã bị khai trừ ra khỏi Đảng, khởi tố vì những sai phạm trước đó. Để lựa chọn nhân sự đủ phẩm chất, năng lực để đứng mũi chịu sào là điều không phải dễ mà cần phải có con mắt lựa chọn tinh đời cùng với một quy trình nghiêm ngặt chặt chẽ. Để tránh tình trạng đúng quy trình nhưng không đúng người, nhiều ý kiến cho rằng giải pháp quan trọng chính là phải ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm chính trị của người giới thiệu ban đầu. Nhìn vào con số cán bộ cấp cao bị kỷ luật do mắc những sai phạm trước đó, Tiến sĩ Lê Trung Kiên, giảng viên Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng ở đây có trách nhiệm của những người đề bạt, giới thiệu, tiến cử, bởi trên thực tế, khi giới thiệu cán bộ không phải cả tập thể đồng loạt giơ tay giới thiệu một người, mà phải có một người đề xuất khởi xướng. Hơn ai hết, chính người giới thiệu ban đầu nắm chắc nhất lý lịch, tài năng, phẩm chất của người được giới thiệu nên phải có trách nhiệm bảo đảm việc tiến cử là đúng người. Theo Tiến sĩ Lê Trung Kiên, từ việc cán bộ bị kỷ luật cần xem xét tình tiết trên hai góc độ để ràng buộc và xác định trách nhiệm của cấp ủy, người giới thiệu nhân sự đó. Một là cán bộ có sai phạm trước khi được cấp ủy, người đứng đầu giới thiệu thì cần phải làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý về mặt đảng và chính quyền đối với cấp ủy, người đề cử nhân sự, thậm chí xác định hình thức kỷ luật cấp ủy, người đề cử có liên đới căn cứ vào hình thức kỷ luật của cán bộ mắc sai phạm. Hai là đối với cán bộ sai phạm trong quá trình thực thi chức trách thì cần xác lập trách nhiệm cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để rút kinh nghiệm. Nếu có sai phạm thì căn cứ quy định hiện hành để xử lý nghiêm. Ông Lê Trung Kiên nhấn mạnh, những quy định rõ ràng về trách nhiệm cấp ủy, trách nhiệm người đề cử trong tổ chức, cũng như quyền hành của người đứng đầu trong việc giới thiệu nhân sự là yếu tố hết sức quan trọng trong quy trình tổ chức cán bộ diễn ra dân chủ, khoa học, minh bạch và đúng người. Cùng chung quan điểm phải ràng buộc trách nhiệm của người giới thiệu trong quy trình nhân sự, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm, trưởng khoa xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực 2 cho rằng đây sẽ là bước tiến mạnh mẽ để khắc phục những tiêu cực, hạn chế tồn tại trong nhiều nhiệm kỳ trước đó. Theo vị trưởng khoa, hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 đã ban hành nghị quyết số 26/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Một trong những nhiệm vụ giải pháp được đề ra là quy định trách nhiệm của lãnh đạo và cấp ủy viên các cấp trong việc tiến cử người có đức, có tài. Trong phương hướng nhiệm vụ và giải pháp của công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ đại hội 13 cũng đề ra nhiệm vụ thí điểm chủ trương người đứng đầu lựa chọn giới thiệu với cấp có thẩm quyền để bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình, bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu. Thông tin từ hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai quy định số 50 của Bộ Chính trị khóa 13 về công tác quy hoạch cán bộ tổ chức ngày 25/1/2022 cũng cho thấy Bộ Chính trị sẽ sớm ban hành quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiến cử, đề cử cán bộ. Tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm cho biết, chủ trương, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ đã rõ ràng và chúng ta đang chờ đợi một quy định được ban hành, trong đó quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị khi giới thiệu, tiến cử nhầm cán bộ, có cơ sở xử lý trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong giới thiệu, tiến cử nhầm người như thế nào và thậm chí có thể có cả những hình thức xử lý kỷ luật đảng nếu đến mức phải xử lý kỷ luật, tránh tình trạng cá nhân núp bóng tập thể. Theo trưởng khoa xây dựng Đảng, công tác cán bộ liên quan đến sự sống còn của Đảng. Vì vậy, mỗi đảng viên cần nhìn thấy trách nhiệm của mình trong mỗi quyết định giới thiệu, tiến cử, cũng như trong mỗi lá phiếu bầu, đặc biệt là cấp ủy, người đứng đầu càng cần phải xác định trách nhiệm to lớn hơn. Do đó, người giới thiệu, tiến cử cần phải có trách nhiệm liên đới đối với người được tiến cử. Quy định này không chỉ có tác động nâng cao ý thức trách nhiệm của người tiến cử ngay lúc giới thiệu, mà còn ràng buộc trách nhiệm của họ trong việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, uốn nắn, động viên, khuyến khích cán bộ được giới thiệu tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và trong công tác.
Tuy nhiên trong thực tế, rất nhiều cán bộ tiến cử giới thiệu là người có tâm, có tài, nhưng khi nhận nhiệm vụ công tác thì mới tự diễn biến, tự chuyển hóa. Do đó, mức độ trách nhiệm của người tiến cử giới thiệu cần phải được cân nhắc với những tiêu chí cụ thể hơn, ví dụ khoảng thời gian từ giới thiệu, tiến cử cho đến lúc được bổ nhiệm, lúc vi phạm. Theo bà Nguyễn Thị Trâm, một yêu cầu cũng nên lưu ý đó là cần quy định để xác định rõ trách nhiệm của tập thể và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giới thiệu, tiến cử nhầm người. Đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân để tránh những tình trạng cá nhân núp bóng tập thể hoặc lợi dụng đoàn kết xuôi chiều. Trong đơn vị, mưu cầu lợi ích cá nhân trong việc giới thiệu, tiến cử nói riêng và trong công tác cán bộ của Đảng nói chung. Cùng chung quan điểm, tiến sĩ Lê Trung Kiên cũng cho rằng hàng loạt cán bộ cấp cao mắc sai phạm, khuyết điểm nghiêm trọng thời gian vừa qua đã tiếp tục đặt ra yêu cầu đối với cấp ủy, người đứng đầu cần phải chuẩn bị nhân sự thật kỹ lưỡng, bàn bạc thấu đáo chặt chẽ. Công tác nắm bắt và đánh giá cán bộ phải bài bản, đặc biệt là chú trọng phẩm chất, tư cách và uy tín chính trị trong lịch sử quá trình công tác của cán bộ được đề cử. Tiến sĩ Kiên nhấn mạnh, người đề cử cũng phải cân nhắc công tâm, tin cậy về trường hợp mình giới thiệu, không được cục bộ nể nang cánh hậu và cũng không thể bổ nhiệm cán bộ theo lối giã gạo như Bác Hồ từng chỉ dạy. Để từ đó cấp ủy có cơ sở xem xét, cất nhắc và đưa vào quy trình bổ nhiệm cán bộ. Vì sao cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị khởi tố bắt giam? Kính thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thanh Long có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương, ký xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước, đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Sáng ngày 7 tháng 6, theo ghi nhận của Dân Việt, cơ quan điều tra xuất hiện tại nhà ông Nguyễn Thanh Long ở tổ hợp số 671 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội. Cũng trong sáng ngày 7 tháng 6, Quốc hội đã bỏ phiếu kín, thực hiện quy trình bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, đa số đại biểu Quốc hội tán thành bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15, phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Bộ Chính trị xác định, ông Nguyễn Thanh Long có trách nhiệm liên quan đến vụ Việt Á cùng với ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ. Theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, ông Nguyễn Thanh Long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý. Đặc biệt, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế còn được xác định thiếu kiểm tra, giám sát, can thiệp, tác động, hỗ trợ Công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với kit xét nghiệm để việc ban hành thông báo giá, các sinh phẩm trang thiết bị y tế, chẩn đoán nCoV trái quy định. Cơ quan có thẩm quyền kết luận ông Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương. Ông Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966, quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Xuất phát điểm là một sinh viên Đại học Y Thái Bình, ông Long dần kinh qua và nắm giữ nhiều cương vị trong Bộ Y tế. Trở thành Thứ trưởng Bộ Y tế vào năm 2011, ông Long có 7 năm giữ cương vị này, trước khi được điều động giữ chức Phó Ban Tuyên giáo Trung ương vào tháng 10 năm 2018. Đầu năm 2020, đúng giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Long quay trở lại giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế. Sau đó đến tháng 7/2020, ông chính thức được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Y tế. Quả bom Việt Á là lời cảnh tỉnh cho tất cả cán bộ, không trừ ngành nào. Kính thưa quý vị, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và thông qua các nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội,
phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Cũng trong chiều ngày 7 tháng 6, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua việc biểu quyết bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đây là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Bên hành lang Quốc hội chiều ngày 7 tháng 6, phóng viên báo điện tử VOV đã phỏng vấn đại biểu Vũ Trọng Kim, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam về vấn đề này. Tôi cảm thấy buồn, đau lòng, nhưng đau thì cũng phải quyết liệt. Sự quyết liệt của Đảng, Nhà nước và của Quốc hội đã thỏa mãn mong muốn của người dân về công tác chống tham nhũng tiêu cực tới cùng, bất kể người đó là ai, giữ chức vụ nào. Nhân dân đồng bào đã chờ đợi lâu rồi, bây giờ mới xử lý thì cũng xứng đáng với sự mong đợi của người dân. Tôi nghĩ đã phục vụ nhân dân thì phải phục vụ, chứ đừng làm quan nhờ những vị trí đặc quyền lợi mà dung túng cho bản thân để trục lợi. Điều đó là không thể chấp nhận được đối với bất cứ ai. Theo tôi, có chuyên môn mới làm quản lý tốt, mà muốn quản lý tốt thì phải có chuyên môn. Không nên tách bạch vấn đề này, vì việc quản lý là một khoa học riêng khác chuyên môn, nhưng đã có chuyên môn thì phải nắm bắt và làm cho chuyên môn đó đi tới kết quả nhờ công tác quản lý. Người có chuyên môn thì phải nâng cao tinh thần phục vụ, đạo đức nghề nghiệp, chất lượng đội ngũ cán bộ bằng lý tưởng phục vụ nhân dân và đạo đức sống của con người, đây mới là điều quan trọng. Chúng ta không thể chỉ đạo đào tạo quản lý mà không biết gì về chuyên môn, hai điều này là không thể tách rời. Một người quản lý giỏi là người đó hiểu biết được chuyên môn và người chuyên môn giỏi thì phải hiểu biết được. Công tác quản lý thì như thế mới trở thành nhân vật lãnh đạo tầm cỡ quốc gia và thúc đẩy ngành đó phát triển. Tôi nghĩ không phải do quản lý, cũng không phải do chuyên môn, mà cũng không phải do một lúc nào đó sao lòng, mà do có động cơ, có đạo đức không được rèn luyện thường xuyên. Chỉ rèn luyện một giai đoạn nào thôi, sau đó họ cứ nghĩ tích cóp cho gia đình, cho bản thân, cho anh em dòng họ. Những tư tưởng đó có thể phát sinh ra trong một giai đoạn nào đó trong cuộc đời cán bộ chứ không phải là tất cả. Quả bom Việt Á chấn động và có nhiều cán bộ bị liên đới. Hiện đã có khoảng 60 cán bộ được mời làm việc mang tính chất hình sự. Đây là sự cảnh tỉnh cho tất cả cán bộ của chúng ta trong hệ thống chính trị, không ngoại trừ ngành nào. Nếu như một giây phút nào đó không chịu rèn luyện, không chịu đưa mình vào guồng máy làm việc, mang tính chất vì nhân dân, phục vụ nhân dân và ở trong lòng của nhân dân để hy sinh, chiến đấu. Đây cũng sẽ là quả bom có sự lan tỏa rất mạnh mẽ đối với đội ngũ cán bộ công chức hiện nay, kể cả những đảng viên có chức có quyền, để họ luôn quan tâm, chú ý, đừng giây phút nào lơi lỏng sự rèn luyện. Nếu chỉ để sử dụng chức vụ quyền hạn cho hành vi tiêu cực thì hậu quả của nó là rất lớn. Cán bộ giữ quyền hạn càng cao, nếu lạm dụng chức vụ quyền hạn đó để phục vụ cho mục đích cá nhân thì tác hại vô cùng lớn. Tác hại về tiền bạc là một, nhưng tác hại về danh tiếng thì hàng trăm, hàng ngàn lần. Vì cuộc đời người cán bộ phải phục vụ nhân dân, không phục vụ được nhân dân thì không nói đến vấn đề gì nữa. Tiền bạc có thể có, nhưng danh tiếng thì khó có được. Nó phải tích lũy hàng chục, mấy chục năm trời mới có được nên về hưu. Anh hạ cánh an toàn, người trong sạch mới thấy con người cả cuộc đời cống hiến. Bây giờ làm cho người dân nghi ngờ, dẫn tới tác hại vơ đũa cả nắm, con sâu làm dầu nồi canh, đau là đau ở chỗ đó. Công tác cán bộ là rất quan trọng. Lựa chọn cán bộ đưa vào vị trí thử thách, xong rồi phải xem xét và đánh giá lại để từng bước có bố trí cho phù hợp. Nếu không được thì rút ra. Cùng với đó phải có cơ chế giám sát xung quanh. Bây giờ công tác giám sát của mình vẫn kém. Đội ngũ chung quanh để giám sát thì sợ sệt, không dám nói những điều có tính chất phản biện mà toàn xuôi chiều, né trên nạt dưới cho nên không thể phát triển được. Do đó hãy mạnh dạn hơn, có thể đưa lớp trẻ vào, người ta có sự phấn đấu và sự theo dõi và nhanh chóng thay thế những cán bộ không còn khả năng phấn đấu rèn luyện. Mỗi người cán bộ phải tự nghĩ lại mình đã làm được gì và sắp tới sẽ làm gì, bao giờ cũng phải đặt ra sự phấn đấu như vậy thì mới làm tốt được.